Rồi nè cả nhà mình ha. À, sáng hôm nay siêu nhân tranh thủ chạy về thành phố mình để đón bé Dện ra, tại vì bé Dện la quá thì ở chòm xóm người ta kiện. À, ba người kiện thì không thể để bé Dện lại được. Thì bé Dện này cũng đã đi bác sĩ rồi, cũng có kết quả giống như là siêu nhân đã nói. À, bác sĩ nếu mà cả nhà mình ấy thì coi kênh của bé Nghi, con gái siêu nhân á, sẽ hiểu được cái căn bệnh của bé Dện, đó là di chứng cà rê để lại. Thì bác sĩ cũng có nói trong đó là nếu như mà di chứng để lại, bác sĩ có một bác sĩ khoán là bé Dện thấy khỏe vậy chứ mà không thể nào vượt qua, đã nó đã lên tới thần kinh tới não rồi, nó đang động kinh rồi, nó đang bé Dện từ mỗi ngày là mỗi nặng ra chứ không có giảm lại được. Thì siêu nhân thì cứ nghĩ rằng bé Dện thì khỏe, mà bác sĩ thì nói lại như vậy, nhưng mình không biết như thế nào, thì mình cũng chăm sóc bé Dện đặc biệt thôi cả nhà ha. Còn hy vọng rằng bé Dện, đề kháng của bé Dện sẽ tự vượt qua. Sau đó thì mình sẽ hỗ trợ cho bé Dện giống như là về cách ăn uống nè, bồi bổ sức khỏe nè, rồi hỗ trợ cho bé Dện thuốc canxi, rồi thuốc bổ máu. Nói chung là mình hỗ trợ phần nào cho bé Dện, chủ yếu là đề kháng của bé Dện sẽ vượt qua. Còn các bé còn lại thì bác sĩ cũng có nói thấy khỏe như vậy nhưng mà cũng chưa chắc, đó là cái hậu cà rê để lại, trong vòng 6 tháng mới biết kết quả cuối cùng. Chưa qua được 6 tháng là chưa có được cái kết quả cuối cùng của căn bệnh cà rê. Còn bây giờ là siêu nhân đã lên tới chỗ, thì thợ đang, cả nhà mình thấy thợ đó đang cái nắp hầm, đang cái nắp hầm và đổ bê tông cái nắp hầm nữa, là xong về cái phần cái hầm. Còn cái đống đất hôm nay thì vẫn chưa ban được, nhưng mà nếu mà nắng cả này á, mà một ngày thêm một ngày nay ngày mai nữa là có thể là xe ban được rồi cả nhà mình. Ban được rồi siêu nhân sẽ tiến hành làm những bước kế tiếp ha. Còn sắt mà thả nắp hầm, cả nhà mình thấy siêu nhân cho đổ sắt 10 hết toàn bộ, tại cái nắp hầm mình lớn á, cho đổ nó sắt 10 hết luôn để cho nó chịu. Bữa đầu siêu nhân nói 2 triệu mấy, con bạn vô nhắc siêu nhân thì đúng cả nhà ha, tiền sắt lên tới 6 triệu mấy rồi. Đó, cả nhà thấy không, sắt 10 hết mà siêu nhân cho đương một tấc rưỡi, một ô á, tấc rưỡi cho nó gánh cái nắp hầm này. Mai chiều mình tận dụng cái nắp hầm này, mình sẽ không chừng là để có thể là mình rửa chén mình phơi lên, hay là mình làm sầu đồ, hay là mình làm cho chỗ cho các bé ăn trên cái nắp hầm này. Rồi cạnh bên hông này thì siêu nhân sẽ làm cái nhà vệ sinh cho người mình. Đây cái đường này, đây mình sẽ làm cái nguyên cái đường này, mình sẽ làm cái nhà vệ sinh và cái bồn tắm. Rồi siêu nhân sẽ kiếm chỗ, kiếm cái chỗ nào đó để làm cái bồn nước và chỗ rửa chén cho tụi nó nữa. Nếu mà trong cái đường này không thì ba món vô thì nó hơi chật. Hệ thống ống nước thì siêu nhân cho nằm nghiêng về một bên ha, nằm về một bên. Đây đây là cái ống nước xịt từ trong căn nhà lớn của mình nè, xịt rửa đồ các thứ, phân đồ các thứ này ra trong cái ống này. Còn phần ống bên đây là ống này là để cho nhà vệ sinh cho người mình. Và đồng thời siêu nhân sẽ cho khoét một cái lỗ ngay chỗ này thiệt là lớn, khoét cái lỗ ngay chỗ cái góc chữ A của góc vuông của cây đà đó cả nhà ha. Khoét sát đó để một cái đặt mà một cái thùng B, có nghĩa là cái thùng sơn nước đó âm xuống dưới, khi mình đổ bê tông lên còn lú cái miệng thùng chút xíu thôi, rồi để mà mình hốt phân các bé đó, hốt phân các bé đi vệ sinh lúc ở ngoài này nè. Đó, ngoài này cái mình hốt phân bỏ vô thùng xong mình đem lại đây, mình sẽ đổ thẳng xuống đây luôn, đổ thẳng xuống đây rồi đổ xong rồi mình lấy cái thùng B nữa, thêm cái thùng B nữa mình đậy chồng lại thì rất là kín, siêu nhân nghĩ là sẽ không còn hơi bay ra. Rồi ở nhà mình nhìn thấy an toàn và chắc chắn ha. Bữa hổm siêu nhân tính 2 triệu mấy tiền sắt lên 6 triệu mấy, mà tại mình đương khích cái nhà ha, đương về tương đối cho nhà mình thấy không, quá chắc chắn, quá khích. Đây tới đây là anh phải khoét cái lỗ này, khoét cái lỗ này cho cái thùng B nó xuống, đừng cái này đừng nhập đâu, hai cây nè, cây này hồi cắt nè, cây này cắt nhớ ha. Ừ. Đây, thì anh lấy cái thùng bên ướm thử rồi coi canh mình cắt. Mà vô ngay góc này đó. Ừ, vô ngay góc này. Cắt cái này. Rồi. Thì bởi vậy đừng có buộc cái này vô mất công.
Ủa thiếu sắt hả mà sao mà nói khúc này vậy? Tại mình tận dụng cái cây sắt á, tại cây sắt cắt đôi ra, cắt cắt ba ra nó hụt là khúc khúc á. Ừ. Nhưng mà vẫn còn sắt trên đó đúng không? Nhưng mà cái gì cái chứ trước khi đổ là chịu khó lấy nước tưới dắt vòng cái thành giùm mình ha, cho nó bám, cho nó vừa sạch ba cái bụi bặm mà nó ướt nữa, nó mới rút từ 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 nó mới chắc được. Đó là cái hầm lớn nha cả nhà mình, còn cái hầm nhỏ siêu nhân đang xây trên kia là mình để cái hầm nhỏ trên đó là mình để phòng cách ly đó, là hầm các bé đi phân bệnh hoạn rồi đó, là sẽ xuống trên đó chứ không xuống dưới này được. Xung quanh là đã xong, còn cái góc này để xe ban cái nữa là tô góc này nó còn có một chút xíu à. Rồi bây giờ đổ luôn chưa? Đổ là nhắm kịp là đổ, còn không kịp là phải ráng luôn đổ một lần một cho nó liền nha. Đúng rồi, ví dụ như mà hết giờ rồi mà chưa giáp thì cũng ráng một tí để cho nó liền. Chứ ngưng lại qua bữa sau đổ tiếp thì mà bê tông nó không có cấu kết, nó không tốt. Xe bê tông đầu tiên đã được đưa lên sàn cái nhà mình nha. Mấy cái phần quan trọng đâm ra siêu nhân cần sự giám sát. Mình giám sát những cái khâu này rất là quan trọng nha cả nhà ha. Giống như là siêu nhân kêu lấy nước tưới bờ thành đầu sạch, vừa sạch bự mà vừa cho nó ướt đó, nó rút từ từ. Nó khô quá lúc lẹ nó không cấu kết bê tông không được tốt. Đổ rồi, nhớ kéo sắt lên nha, chưa chìm sắt lên đó nha anh Châu. Mười ba bao mới có nhiêu đó cả nhà mình. Chắc khoảng 22 bao chứ không phải là 20. Còn khúc dài, còn cái miếng dán đó là 4 mét, miếng dán dài là 4 mét, cái miếng khúc cái phỉnh này nữa khá gì à, khoảng 22 bao. Nhân mới cắm thêm mấy cây rầu mấy gốc để mai chiều mình có, nếu mình có tận dụng mà mình làm cái gì trên đây á, mình vẫn làm được. Mình làm nhà nặng quá thì mình không dám, nhưng mà mình làm cái nhà sắt tiền chế á cho nhẹ nhẹ thì mình tận dụng cái này được. Kéo sắt lên nha anh Châu, nhớ nha. Nghe cái đà.
những cái phần quan trọng mà siêu nhân giám sát kỹ để siêu nhân nhắc chừng. Đổ xong hết đâu đó đàng hoàng là siêu nhân nhắc chừng tưới nước và sẽ hoạt siêu nhân tưới sạch nước tưới cả nhà. Tưới thường thì tấm đan mình nó ngon, nó cứng, cho mình cho nó khô từ từ á nó sẽ bền hơn, nó không có giòn. Bây giờ lấy cái thùng bê đó, tắm cái lỗ bỏ phần mình bỏ ngay cái thùng bê vàng bỏ vô đó cả nhà thấy ha. Còn một tí xíu nữa là xong cả nhà mình, mà đổ bê tông mà ba người có hai người vừa trộn vừa đẩy luôn. Mệt quá rồi, chịu không nổi, rên quá rồi nghỉ cả nhà mình ơi. Chịu hết nổi, nó đúng là mệt thiệt. Mình nhìn thấy cả nhà mình biết rồi, đổ bê tông thì nó mệt dữ lắm. Mà giờ còn có chút xíu nữa mà tối luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, giờ cái đống đá gần hết. Bây giờ muốn đổ tiếp phải đổ cái đống đá xa. Mà giờ rên rồi, nói siêu nhân là nghỉ. Mà nghỉ thì đâu có liền, nghỉ thì nó đâu có liền bê tông cả nhà mình. Thì nhân kêu ráng thì cả nhà mình hiểu rồi, ráng thì chắc cũng phải mình có một cái gì đó. Cả nhà mình thấy cái xô siêu nhân đặt không, cái đó là mình để mình bỏ phân vô, cả nhà mình hốt phân á, mình đi hốt phân vòng các bé đó là không có dội nước á, mình bỏ thẳng vô đó luôn. Xong rồi mình bỏ vô xong cái mình lấy cái xô, một thêm một cái xô nữa mình đẩy chồng lên nữa là kính. Đuối hết rồi, đuối thì cán có sọc có sằng hết rồi, cán không kịp nó khô. Trời ơi, hết đá luôn. Một không. Ra, yeah, không được anh Châu ơi. Bột không, nó không cứng. Bột không. Nhân đặt cái ống đó để làm cái ống hút đó, mai chiều nó đầy hút đó cả nhà mình. Cuối cùng cũng xong ha cả nhà mình, mà đều tối dữ lắm cả nhà mình thấy không, xong rồi nè, liền băng hết rồi, nhưng mà tối dữ lắm rồi. Khúc sau này nó đúng là làm nó không có đẹp được, vừa vội vã vừa mệt mà băng, tối không thấy đường nữa, nhưng mà nó liền xi măng nó thành một khối. Rồi siêu nhân xin khép tiếp lại nha. Cuối clip siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà mình, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo ha. Giờ này, cả nhà mình thấy nè, giờ này còn ở đây để rửa ra.